Hello cả nhà, lại là Phương đây nha. Hôm nay Phương giới thiệu với cả nhà một địa điểm bán hủ tiếu mì giò heo ở địa chỉ 262 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh. Đây là cái không gian trước quán hủ tiếu giò heo nha. Thấy rất là đông thực khách tới ngồi ăn luôn. Hiện tại thì đã hết bàn luôn ha. Bây giờ là tầm khoảng 8 giờ sáng nha cả nhà. Phương cũng mới vừa ghé đây thôi, vừa mới gửi xe ha. Giờ xin cái cô chủ quay chia sẻ với cho cả nhà mình xem một địa điểm bán hủ tiếu mình giò rất là ngon ha. Rồi để vào hỏi thăm cô xem ở đây bán mấy giờ với giá cả thế nào nha cả nhà. Dạ chào cô, cho con hỏi thăm cô xíu được không ạ? Dạ cho con hỏi quán của mình bán được bao lâu rồi cô? Quán này hả? 42 năm mà em. Dạ 42 năm. Từ năm 81 tới giờ đó. Dạ. Thì quán của mình mấy giờ mở cửa bán vậy cô? 5 giờ bán tới 11 giờ. Dạ. Ngày nào cũng bán hay có nghỉ ngày nào? Cũng bán hết, không nghỉ ngày nào hết. Ở đây thì mình bán những cái món gì hả cô hả? Là hủ tiếu, mì, bánh canh, nuôi. Dạ. Đó là khái vậy đó. Giá thế nào hả cô? Giá bao nhiêu tiền? Tô thường là 35, tô lớn là 40, có hai giá thôi. Dạ. Cô cho con hỏi thêm là ở đây cô có thể chia sẻ cho con biết là cái bí quyết nào mà để thực khách tới ăn cái quán của mình đông vậy không cô? Thì mình bán mình cứ nấu ngon cái thứ nhất. Dạ. Hàng có chất lượng. Dạ. Hàng cũng là mình mua. Của cô 165. 165 thôi bà Lâm. Hàng mình mua nghĩa là có giấy kiểm dịch đàng hoàng, hàng nóng chứ không có bán hàng lạnh. Dạ. Nên nước làng mình nấu lên thì nó cũng ngọt mà ngọt thanh, ngọt xương, ngọt ấy. Dạ. Một ngày chị bán cả 100 kg á. 100 kg xương hả cô? Dạ. Xương, giò, thịt 100 kg. Dạ. Chứ không phải bán ít. Dạ. Mà chị lấy toàn hàng nóng nó mắc một chút xíu, nhưng mà mình nấu nước làng nó chất lượng. Dạ. Mua gì vậy? Con mì giò. Mì giò kìa. Tới giờ này là hết xương hết giò rồi. Dạ, tới giờ này là hết xương hết giò còn luôn. Còn có thịt bắp nữa. Dạ. Một tô ăn. Quay thịt bắp nữa. Tại cô bán á, thì để quay cái cô mày sẽ lấy cái đồ đạc rồi bán cái gì cô cũng bán cái là. Dạ. Hàng có chất lượng hết. Dạ. Hàng là cô lấy ra từ cái bột ngọt, cô không mua trôi nổi, cô cũng mua hàng công ty. Dạ, còn đồ đó. Rồi thịt thà đó thì cô lấy hàng nóng. Nó mang vô đây là thịt còn nóng hổi, 4 giờ sáng đã giao rồi đó. Dạ. Rồi cô làm cô ướp thì mấy tô chị? Là 70.1. Ở đây bán là giao hàng nóng mỗi ngày luôn hả cô? Giao tới là mình khuya là mình nấu mình làm liền để sáng mình bán. Không, cái hàng nóng thì mình làm mình để ra mình nấu qua ngày mai chứ đâu có nấu liền được. Dạ. Nấu là phải để qua ngày mai mới ấy được. Dạ. Rồi phải làm cực lắm. Ủa xe mấy tô vậy? Ở đây khách ngồi rất là đông luôn. Cô mới chia sẻ là cả nhà tới đây ăn thì đi sớm sớm nha, đi dễ dễ là hết xíu quắc xương giò đồ nha, bây giờ chỉ còn thịt bắp thôi nha cả nhà. Bây giờ bạn họ cái nồi nước lèo đây hả chị? Dạ. Nó không có chưa có nóng đúng không? Bên đây một nồi nữa hả? Dạ nồi đó xin mình sáng thì mình bán hết rồi. Đây là hai nồi luôn, cái nồi đó nước lèo rất là to nha. Cô nãy chị sẽ bán 100 kg xương giò. Hai tô hủ tiếu mì. Rồi. Hai tô hủ tiếu mì. Rồi xuống nhà là 266. Cách mua về mình vô nước lèo hả chị hả? Dạ dạ. Mua cái bình kia đứng là khoảng 9 đồng. Không gian bên này thì nó hơi chật chội chút xíu, chú anh chị đảm bảo nha. Ở đây tới 3-4 người đứng phụ bán. Liên tục cái chị bên đó thì trụng hủ tiếu nha cả nhà. Chị bên đây thì vô nước lèo, còn chị kia thì đứng bán. Giọng nghe thánh thoát mà khổ nữa hả? Mày tô lớn rồi đó. Bây giờ
chỗ cô bán là 6 giờ tới 8 giờ là giờ cao điểm, rất là đông khách luôn. Bây giờ 4 người phụ, cô thì đứng ở ngoài thu tiền, với lại khách mua gì thì cô vô báo cho chị để làm. Bán là có bàn ngồi chút ngồi con kêu phần nha. Dạ, em Úc Phương Vlog. Dạ. Anh có hay ăn ở đây không? Dạ, ừ luôn. Dạ. Nói đây là cái nào luôn. Tôi ham chả đây ăn luôn á. Đúng rồi hay ha. Dạ. Thấy hủ tiếu ở đây thế nào, ngon không? Ngon, rất là ngon. Dạ. Ngon nước lèo. Nước lèo xương rồi ngon ha. Rất là ngon. Dạ. Là bình dân. Giá bình dân ha. Dạ. À, cảm ơn anh nhiều. Để chị thấy thấy gì kia vậy, đứng phụ thôi cả nhà. Cái chị áo tím này là bán chín nè. Bán cái tô rất là to ở nhà. Mấy chỗ kia thì cái tô bán nhỏ, mà cái tô ở đây đặc biệt thấy rất là to luôn. Liên tục. Chú anh chị nào xem ở gần khu vực này thì ghé thưởng thức thử nha. Bán hủ tiếu mì giò 262 nha. À, bán 6 giờ sáng nha cả nhà. Bán tất cả các ngày trong tuần luôn. Nhưng mà đặc biệt là cuối tuần thì hơi đông, nhưng chú chị đi tranh thủ đi sớm á, thì còn đồ ăn á. Ở nhà xem video hay nhớ bấm đăng ký, chia sẻ, like giúp Phương nha. À, Phương cảm ơn rất nhiều. Ngày nào cũng đông vậy hả chị? Ngày thứ bảy chủ nhật thì đông. Dạ. Bảy giờ cái dương nước này. Chúc chị làm cho em tô đặc biệt đi. Có tô đặc biệt không? Dạ. Bây giờ nấu cho cô Thái đừng có trộn đây. Để chừng nào em kiếm được chỗ ngồi em kêu chị làm nha. Cái này là của ngoài đường. Cô Thái ơi. Cô Thái. Cuối tuần là hoạt động hết 20% công suất. Con nấu của cô là không trộn đi nha. Đi giao phải không? Nấu không trộn đi. Trong là hai nồi nước lèo rất là to. Không trộn nên rau giá chanh ớt rồi. Tôi 40 xương với thịt, giò với thịt. Đây chờ xíu cũng có hủ tiếu ăn rồi nha cả nhà. Tôi kêu chị làm cho Phương một tô đầy đủ nha. Trong này thấy có xương nè. Thịt bắp nè ha. Thịt bắp nhìn ngon lắm nha. Nó có phần da với phần mỡ dính vô nẹt này ngon. Đây giò ha. Khúc này giống như khúc đuôi hay gì. Đây móng nữa nè. À, ở đây giá rất là bình dân luôn, có 35-40 ngàn một tô thôi, là có xương giò đầy đủ luôn đó cả nhà. Ăn thêm với rau nha, rau giá cải salad. Để thử cái nước dùng ở đây có ngon không? Nhiều khách tới ăn quá chắc không phải là ngon lắm, chứ phải đơn giản rồi.
cái nước nó trong lắm nha, rất là trong luôn. Thử miếng nè. Ngọt thanh, rất là ngon. Mấy cô Hường nói là hầm cả ngày, một ngày bán cả 100 kg xương. Nước dùng xương rất là ngọt. Ngon lắm. Phương đi ăn review ở chỗ nào ngon, Phương nói ngon nữa nha. Ở đây không có nhận một đồng nào từ chủ quán hết trơn, nên rất là trung thực. Cô chú anh chị nào ghé ăn thử đi nha, mà đúng không nha. Vừa ngon mà đặc biệt giá rất là bình dân. Ngon quá. Có pha thì một cái chén nước chấm, nước mắm rất ngon. Nào đẹp không? Có đậu hành nữa nè. Thử một miếng thịt bắp nha. Đây thịt bắp. Rồi cả nhà nha. Còn thịt bắp ăn là khỏi chê. Cuối tuần cả nhà đi ăn sớm sớm nha, tại vì cuối tuần đông, như vậy đi trễ là bị hết. Ngày thường thì bán cũng khách nhiều nhưng mà không có đông ồ ạt như ngày cuối tuần. Bóng luôn. Rồi cho giao giá vô cái nhà. Thì có giá với lại hẹ nha. Ở salad. Đây là cái tô hủ tiếu to không đây. Tôi kêu ít bánh thôi, sáng ăn bánh nhiều quá, nó cái trưa thành bắp này. Mời cả nhà nha. Làm thêm cái chén nước chấm có ớt, có tỏi, nước mắm. Cũng là chỗ đuôi heo nè cả nhà. Nó vừa có da, vừa có mỡ, có nè, rất là ngon. Mời cả nhà nha. Ngồi đi em, ngồi đây cũng được đấy. Ngồi tâm cũng được. Không. Đuôi ngon. Cơm mình lớn giòn. Để giờ này hết chứ bắt được. Thôi cục sơn này thịt đây thịt rất là mềm nha. Này nó rất là ngon luôn á. Sơn cả nhà. Chú chị tới kêu cái tô đặc biệt với thêm một cái phần tô xíu quách nữa nè, rất là ngon. Được, mời cả nhà nha. Rồi, ngon. Tiếp rất là vừa ăn luôn, không cần phải thêm nước mắm hay thêm gì luôn đó nha. Đây là thịt bắp nha. Phương ăn xong rồi nè cả nhà, sạch sẽ luôn ha. Phương ăn thì Phương hay húp hết nước lắm. Cạn rồi. Bây giờ ra tính tiền đi về nha cả nhà. Bây giờ là khoảng gần 9 giờ rồi mà khách vẫn còn vô nữa ha. Thức con dần tới ăn ha.
Thôi xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi video nha. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin cảm ơn.